Chỉ nói đùa thôi mà. Thuần Quý Phi căng thẳng gì vậy? Bổn cung là sinh mẫu Hoàng Tứ Tử, là đứng đầu từng vị. Cô xuất thân là nô tỳ của nhà Phi, cũng dám chắc bốn chữ ngàn dài ngàn dế với bổn cung, dám vô lễ với bổn cung, nên nhìn lại mình có bao nhiêu bản lãnh. Trời nóng bức như vậy còn bắt người ta đứng đây đợi lâu nữa. Tuy nói đều là chánh thê, nhưng mà lấy sao so với đích thê vẫn là khác nhau. Chanh chua thì chanh chua, nhưng đó là sự thật. Ma còn chưa đến đã tự mình hù ra nông nỗi như vậy rồi. Quý vị, hôm nay tỷ bệnh đến hồ đồ hay là điên thật rồi?